Hello, hello. Xin chào các bạn đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng gần 8 giờ tối ở Cali. Ở Việt Nam đó các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi. Thì như mà nào mà quan tâm đến tin tức, đó, có thể các bạn để ý là trong vòng khoảng chừng là 4-5 ngày qua chúng ta không có nhiều thông tin nổi bật đương nhiên chúng ta có nhiều những cái tin tức hàng ngày nhưng mà nổi bật thì chúng ta không thấy nhiều thông tin như vậy và tuần này là tuần cũng rất là im lặng các bạn ngoại chỉ có một số những thông tin liên quan tới những cái ngân hàng đã, đã báo cáo quý 2 ra thì tuần sau mới là tuần mà có nhiều sự sôi động các bạn chúng ta sẽ có cái thông tin liên quan tới chỉ số phần trăm lạm phát PCE chúng ta cũng sẽ thấy cái công bố đi về lãi suất tuần sau và tuần sau đó chúng ta cũng sẽ có cái chỉ số GDP của Hoa Kỳ như là tổng sản lượng quốc nội nhưng mà nào mà đã tham gia thị trường một thời gian rồi đó, thì chúng ta cũng sẽ có những cái thời điểm như thế này có được cái thông tin các bạn và những thời điểm này đó cũng không hẳn là xấu đâu chúng ta có một chút xíu thời gian để bạn nghỉ ngơi một chút trước khi mà chúng ta lại thấy tin tức lại dồn dập đổ tới tại vì mỗi lần mà có thông tin đó, thì các bạn sẽ được là thông tin dồn dập đổ tới ngày này qua ngày nọ thậm chí là mấy tháng liền không ngừng nghỉ luôn cho nên những thời điểm như này là những thời điểm mà à, thuận lại cảm thấy hứng thú hơn các bạn tại vì tới lúc mà chúng ta bắt đầu nhận được thông tin rồi tới lúc mà chúng ta bước vào một cái mùa bô lên thật sự rồi đó thì sẽ không có thời gian ngủ luôn các bạn tin tức ra à hoạt lúc nào chúng ta cũng có những cái À, sự kiện khác nhau thôi cần phải nói đến chúng ta có đồng này đồng kia có rất nhiều người mới tham gia vào mọi thứ nó trở nên cực kỳ sôi động và các bạn sẽ rất là dễ bị phân tâm những thời điểm như thế này những thời điểm mà thật ra các bạn sẽ bình tâm hơn có thể đưa ra những chiến lược đầu tư là những lúc như thế này chứ không phải là đợi tới lúc mà chúng ta thấy à, thị trường sôi động trở lại rồi đó tới lúc đó các bạn mới bắt đầu ra chiến lược thì có thể là các bạn sẽ bị phân tâm rất là nhiều tại vì lúc đó nó sẽ không có phải như là bây giờ tin tức sẽ đầy khắp nơi luôn các bạn và cũng sẽ có nhiều cái thông tin nó cũng sẽ khiến cho các bạn đưa ra những cái lựa chọn sai lầm Nhưng mà bây giờ đó thì uh, Thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ một số những cái tin tức nổi bật trong video này với các bạn Chúng ta đầu tiên hết hãy nói tới những chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ thì kết thúc hôm nay cũng rất là tốt các bạn Các ba chỉ số đó đều rất là xanh luôn Chúng ta có Dow Jones dẫn đầu tăng hơn 1% các bạn S&P 500 đó thì tăng 0.7% và Nasdaq cũng tăng phần trăm tương tự Pre-market thì bây giờ đó thì không có nhiều sự thay đổi các bạn Và một cái lý do tại sao chúng ta lại thấy những chỉ số chứng khoán đó tiếp tục tăng trưởng Tại vì chúng ta nhận được những cái báo cáo tài chính quý 2 rất tốt từ những ngân hàng lớn Thông cho chia sẻ một lát nữa với các bạn Chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì bây giờ mức là 75 đô 58 sen thì cũng tăng nhẹ một chút các bạn, bây giờ vẫn lơ lửng giữa 70 và 80. 70 là cái mức thấp chúng ta đã thấy trong vòng hầu như là hơn nửa năm qua và 80 là mức cao trong vòng nửa năm qua các bạn. 75 là ngay chính giữa hiện tại không cao mà cũng không thấp. Chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng vàng đó thì cũng tăng nhẹ một chút các bạn, chúng ta đang tiến tới trở về mức là 2.000 đô cho một ounce vàng bây giờ là 1.979 đô còn về crypto thì sao các bạn? BTC đó thì cả ngày hôm nay đó à, các bạn thấy được là dưới 30.000 đô. Hiện bây giờ đó đã đi trở về mức là 30.050. Nói chung đó thì giá của BTC cũng cỡ đó thôi các bạn. Chúng ta thấy được là trong thời gian cuối tuần qua tới bây giờ đó thì giá đi từ 30.300 đô rồi sau đó đi xuống nhẹ một chút các bạn. Bây giờ chúng ta mức là 30.053. Nhưng mà zoom ra đó thì cũng không có nhiều sự thay đổi đâu. Chúng ta thấy được là giá của BTC cũng xoay quanh cái mức từ 29 tới 31 một thời gian dài rồi các bạn. Bạn, chúng ta thì được là giá cứ xoay quanh cái mức này từ thời điểm là ngày 2 14 tháng 6 cho đến bây giờ. Nhưng mà ngược lại đó, all thì chúng ta vẫn có những sự sôi động các bạn trong vòng 24 giờ qua. Tuy là BTC đó không có nhiều cái à, sự thay đổi nhưng mà chúng ta vẫn thấy là XRP vẫn tăng 9%, à, chúng ta có những đồng như là XLM vẫn tăng 6.2% và nếu chúng ta nhìn vào trong vòng một tuần qua đó hồi nãy là chúng ta nhìn vào trong vòng 24 giờ qua thì có xanh có đỏ các bạn nhưng mà xanh đỏ cũng hoa này nhiều lắm nhưng mà chúng ta khi nhìn vào một tuần qua thì phần lớn như altcoin nó vẫn đang đứt xanh các bạn chúng ta thấy được là xrp vẫn tăng 71% so với lại giá tuần trước à, chúng ta nhìn vào xlm nghĩa là sao lại vẫn tăng 41% trăm Cash vẫn tăng 4%, Sui tăng 16% so với giá của một tuần trước các bạn. Nói chung thì Allcoin thì vẫn giữ được cái sự tăng trưởng. BTC thì bây giờ đi hàng ngàn và đây cũng là điều mà nhiều bạn mong đợi các bạn. Chúng ta cũng đã từng nói đó rất nhiều. BTC phải có sự tăng trưởng trước. Tại vì BTC đó là cái đồng mà dẫn đầu trong thị trường này. Khi mà thật sự có nguồn tiền đi vào thị trường thì sẽ đi vào BTC trước. Tại vì Bitcoin vẫn là thương hiệu hàng đầu của thị crypto này các bạn Khi mà nói tới những người mà không có đầu tư chuyên về crypto ra, Thì họ sẽ quan tâm nhiều nhất đối với lại BTC Không phải là tại vì họ nghĩ là BTC là công nghệ tốt hơn hay là gì hết các bạn Đó là cái quan điểm mọi người mà thôi Đối với một quỹ đầu tư Điều quan trọng hơn đó là họ muốn xem coi là cái mảng đầu tư crypto này đồng nào an toàn nhất và có cái vốn hóa cao nhất Tại vì họ quan tâm nhiều đến cái tính thanh khoản các bạn Tại vì họ cần phải mua bán một số lượng lớn Tại vì đó là điều mà họ quan tâm nhiều nhất Đối với lại một số bạn thì có thể là các bạn quan tâm liên đồng có vốn hóa nhỏ hơn Tại vì các bạn nghĩ là cái khả năng tăng trưởng nó sẽ tốt hơn Nhưng mà BTC đã dẫn đầu sự tăng trưởng là điều chúng ta thường hay thấy Và chỉ khi nào các bạn thấy được là BTC tăng trưởng xong rồi có một cái sự ngưng lại và tích lũy ở một cái mức nào đó nó nghĩa là giá cả dao động trong một phạm vi nhỏ một thời gian thì lúc đó chúng ta mới thấy là vốn hóa bắt đầu đổ vào những cái coin tại vì lúc đó là lúc mà nhiều người lại cảm thấy là chán nản vào wow, BTC đã tăng rồi à, những năm con thì vẫn chưa có tăng bây giờ BTC thì không có tăng trưởng nữa cảm thấy nhàm chán và muốn có lợi nhuận như vậy thì họ sẽ tìm đến những cái đồng mà nhỏ hơn có vốn hóa ít hơn và đó là điều mà chúng ta thường thấy cho từng những cái chu kỳ như thế này cho nên cũng không gì đặc biệt đâu các bạn. Còn về BDC dominance sẽ nghĩa là cái phần trăm của BDC ở trên thị trường bây giờ dựa theo CoinGecko đó thì cũng cỡ đó các bạn, khoảng chừng là 46 47%, giảm một chút xíu so với cách đây vài tuần là khoảng 49%. Bây giờ thì ở mức là 46 47 thì cũng cỡ đó mà thôi. Ethereum là 18.4% bây giờ của tổng số hóa của thị trường. Nói tới tin tức thì chúng ta bắt đầu nói tới một số thông tin đến từ ngân hàng lớn đi. À, chúng ta đã thấy là có rất là nhiều người lo lắng là cái việc tăng lãi suất uh, sẽ dẫn đến những ngân hàng sẽ làm ăn thua lỗ và tình hình nền kinh tế đó đang không được tốt thì có thể là những ngân hàng cũng sẽ bị thua lỗ nếu như mà họ có nhiều nợ xấu nhưng mà thật ra đó trong quý 2 vừa kết thúc chúng ta đã thấy hàng loạt những ngân hàng giống như là ngân hàng Bank of America thì uh, họ cũng đã đưa ra một cái uh, thông báo là quý 2 của họ rất là tốt thu nhập của họ rất tốt và lợi nhuận của họ cũng rất là tốt luôn và họ vẫn nhìn thấy được là cho tới bây giờ thì nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn tăng trưởng chỉ là tăng trưởng với cái phần trăm chậm hơn mà thôi hôm thứ sáu chúng ta cũng có những cái thông báo tương tự đến từ ngân hàng JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo những ngân hàng này đó đều cho thấy được là thu nhập và lợi nhuận của họ đều cao hơn là ước tính các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được là Morgan Stanley thì cũng đưa ra cái nhận định tương tự và họ cũng đã có thu nhập và lợi nhuận cao hơn là ước tính và CEO hiện tại đó là James Goldman thì đã nói là rất là lạc quan tại vì cho dù là Fed khả năng vẫn sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong cái cuộc họp kế tiếp này nhưng mà đối với James Goldman thì chúng ta đã gần tới hồi kết rồi Fed sẽ không tăng lãi suất được thêm bao nhiêu lần nữa đâu chúng ta đã đến khúc cuối của cái thời điểm này rồi đó là nhận định đến từ James Goldman và Goldman Sachs thì ngày hôm nay cũng đã đưa ra một cái nhận định là họ đã điều chỉnh khả năng xảy ra suy si thoái kinh tế Hoa Kỳ trong 12 tháng tới đó xuống còn 20% từ 25% vì hoạt động kinh tế vẫn rất là tốt thì thật ra đó thuận đã từng chia sẻ những gì mà thuận nhìn thấy hàng ngày đối với các bạn liên quan đến tình hình ở hoa kỳ thuận thì đương nhiên sống ở cali thì thuận chỉ biết cái khu thuận sống mà thôi và đương nhiên thuận chỉ biết tình hình của những bạn bè của thuận mà thôi thì đương nhiên chúng ta cũng đã nói tới rất là nhiều những cái thông tin liên quan tới thất nghiệp rồi chúng ta đều biết những cái chỉ số đó rất là thấp và cái phần trăm lạm phát cũng đang trên con đường giảm xuống à, thì chúng ta đã thấy là có nhiều công ty sa thải nhưng mà so với lại năm ngoái đó thì hiện bây giờ cái tốc độ sa thải đã chậm lại rất là nhiều rồi nói chung là những công ty nào sa thải họ đã sa thải rồi và thậm chí tại vì những ngân hàng tại vì những cái công ty công nghệ À, tại vì những cái công ty liên quan đến lãi suất đó họ đã sa thải điều chỉnh lại nhân công năm ngoái cho nên năm nay chúng ta mới thấy là có nhiều công ty họ có lợi nhuận cao James Goldman của Morgan Stanley cũng đã nói điều đó lý do là tại vì nhiều công ty đã có sự điều chỉnh chuẩn bị cho cái uh, sự suy yếu của nền kinh tế trong năm nay và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay đó thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là Poly NFT và chúng ta đã từng nói đến nhà tài trợ này rồi và hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Poly NFT và tìm hiểu về sản phẩm bot về ảnh công nghệ AI cũng như là chương trình affiliate 25% hoa hồng đã được áp dụng cho sản phẩm này Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Thì đây là cái nhóm cộng đồng Telegram của Poly NFT Nơi mà người dùng có thể tìm thấy các sự hỗ trợ cần thiết Cũng như là tạo ảnh trực tiếp tại đây Thành viên mới tham gia nhóm được miễn phí 100 năng lượng để trải nghiệm quá trình tạo ảnh bằng AI Và Poly NFT đang thu hút được rất nhiều người dùng trong vòng 10 ngày đầu tháng 7 đã thu hút gần 1.000 thành viên mới. Trong nhóm Poly AI có thể thấy các thành viên đang tạo ảnh với cú pháp đơn giản, photo cộng với mô tả. Lưu ý rằng đó, để đảm bảo tính riêng tư và bảo mật mô tả chúng ta có thể tạo ảnh riêng với bot. Vì đây là sản phẩm do Poly NFT phát triển nên con bot có thể hiểu được tiếng Việt cũng như là không bị ảnh hưởng bởi một bên AI nào khác. Ngoài ra đó, thì Poly NFT còn chương trình affiliate với hoa hồng 25% áp dụng cho tất cả các gói trả phí của Bot AI, hoa hồng sẽ được cập nhật đến bạn ngay lập tức thông qua bot báo tự động trên Telegram và sẽ được chi trả định kỳ vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng. Ngoài ra, kể cả khi mà những người bạn giới thiệu chưa mua gói đó, thì Polynft vẫn thưởng cho bạn năng lượng để sử dụng bot miễn phí 10 credit cho mỗi người bạn mời. Các bạn có thể lấy link refer dễ dàng bằng lệnh gạch chéo AFF khi chat trực tiếp với bot như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Lưu ý rằng bất kỳ ai cũng có thể tạo ra một cái link refer cho mình để mời bạn và nhận thử năng lượng. Tuy nhiên, chỉ các tài khoản đang kích hoạt gói dịch vụ 10 đô la một tháng mới đủ điều kiện làm phiêu liệt nhận hoa hồng 25%. Chỉ từ 10 đô la một tháng đó, người dùng đã có thể sử dụng bot Poly AI để vẽ ảnh bất kỳ bằng mô tả prompt tiếng Anh và tiếng Việt. Đặc biệt, ngay cả khi đã hết credit thì vẫn có thể tiếp tục tạo được ảnh ở chế độ relax. Những bạn nào hứng thú đó thì có thể liên hệ để tham gia nhóm hỗ trợ cùng Energy để nhận các tài liệu cần thiết như là sell kit các bài viết hay và prompt chất lượng hoặc có thể đăng ký nhận ebook thông qua link AI .polynft.marketing và những thông tin chi tiết nằm bên dưới video này cho những bạn nào mà quan tâm. Chúng ta bây giờ hãy trở lại với những thông tin đã bật trong video này có thể là các bạn đã nhớ năm ngoái chúng ta đã có GDP giảm hai quý liên tục thì nhiều người cho đó là đã suy thoái tài chính rồi thường có đã từng chia sẻ với các bạn theo định nghĩa là như vậy à, nhưng mà nếu như đó là theo định nghĩa đó thì sau đó chúng ta là GDP lại trở về con số dương thì à, theo định nghĩa chúng ta cũng đã rời khỏi suy thoái tài chính rồi đó là một đợt suy thoái tài chính à, rất là ngắn đương nhiên lúc đó Fed bộ tài chính đều phủ nhận nó là không có suy thoái tài chính tại Hoa Kỳ nhưng mà thời điểm bây giờ thì đã sao các bạn so với năm 2008 đó thì có hai điều khác biệt rất là lớn đã bắt đầu làm việc trong ngành tài chính từ năm 2008 như bạn đã biết là bắt đầu khoảng chừng vài tháng trước khi mà Lehman Brothers sụp đổ thì thu nhớ rất là rõ các bạn, mọi thứ hầu như rất là bất ngờ và cái sự sụp đổ của Lehman Brothers là một sự sụp đổ cực kỳ nhanh chóng trong vòng cuối tuần thôi các bạn từ thứ sáu đến thứ chủ nhật thứ hai đó thì mọi người đã hoàn toàn hoảng loạn và cái phần trăm thất nghiệp tăng lên rất là cao rất nhiều người đã không tìm được việc làm các bạn và khi mà không có nhiều người có việc làm đó, thì sẽ dẫn đến là chi tiêu cũng sẽ hạn chế những người vẫn có việc làm thì họ sẽ lo lắng là sẽ bị sa thải cho nên họ sẽ hạn chế chi tiêu lại khiến cho nền kinh tế đi vào suy thoái thời điểm đó hiện bây giờ đó, thì phần trăm thất nghiệp vẫn thấp các bạn không chỉ riêng là thường nói về cái chỉ số được chia sẻ bởi chính phủ hoa kỳ mà thường nói tới người mà thuận quen biết đó, thì đương nhiên có một số bạn bè cũng đã bị ảnh hưởng bởi những cái đợt sa thải tại vì thuận làm hiện tài chính thì đương nhiên cũng có một số những công ty ảnh hưởng rất nặng nề khi mà lãi suất tăng cao nhưng mà sau đó đó thì những người này cũng có thể tìm được việc làm ở những công ty khác các bạn cho nên nếu nói là có bạn bè nào có thường hiện giờ đang thất nghiệp hay không thì vẫn còn nhưng mà như thường đã từng chia sẻ đó phần lớn là những người mà họ có chức vụ rất là cao lương rất là cao cho nên họ có thể là chờ đợi để có một công việc thích hợp chứ còn những người làm lương bình thường đó, thì hầu như có thể tìm kiếm một công việc ở một nơi khác đó là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa đó chính là cái sự chuẩn bị cho suy thoái các bạn như là thằng dư chia sẻ đó mọi thứ diễn ra rất là bất ngờ và nhanh chóng năm 2008 hầu như không công ty nào đó có cái sự chuẩn bị trước hết các bạn cho nên mới dẫn đến nhiều công ty phá sản đợt này đó thì các bạn đã thấy được là những công ty tài chính những công ty công nghệ đó họ đã sa thải nhân viên tại vì họ đã bắt đầu thấy được là tình hình đang chậm lại và năm nay đó, những công ty đó thì lại báo cáo là có thu nhập vào lời rất là nhiều hoàn toàn khác với năm 2008 nhưng mà vẫn còn quá sớm để chúng ta biết được là sẽ đi vào suy thoái địa chính hay là không tại vì có một dấu hiệu khác nữa các bạn khiến thường lo lắng đó chính là Jim Cramer Jim Cameron vừa lên tiếng nói là không thấy có một cuộc suy thoái tài chính, <laughs> bán hết đi các bạn, chạy đi. Thật rất vui vì đi làm quen với các bạn trong mấy năm qua nói vậy cái bạn một chút mà thôi sự thật đó là thị trường tài chính luôn có cái sự tăng trưởng nhanh rồi sau đó lại có cái sự giảm rất là nhanh rồi lại có một sự tăng trưởng nhanh giảm rất là nhanh nó cứ đi theo chu kỳ như vậy chúng ta cũng đã làm quen với những chu kỳ trong thị trường crypto nhưng mà thật ra khi mà các bạn zoom ra đó ở trong cái biểu đồ liên quan đến thị trường chứng khoán đó thì cũng không có gì gọi là bất ngờ đâu các bạn chúng ta vẫn thấy những chu kỳ đó lặp lại trong vòng bao nhiêu năm qua để thường cho các bạn thấy nếu chúng ta nhìn vào cái tài liệu đến từ nasdaq đó, thì chúng ta sẽ thấy được là biết bao nhiêu chu kỳ đã hình thành các bạn trong vòng mấy chục năm qua Tên hình khác nhau bối cảnh khác nhau kinh tế vĩ mô khác nhau nhưng một thứ hoàn toàn không bao giờ thay đổi đó chính là lòng tham và sợ hãi các bạn lúc nào mọi người cũng sẽ quá tham lam và quá sợ hãi chúng tôi mới thấy những cái chu kỳ như thế này và điều quan trọng hơn đó là chúng ta muốn thấy là một cái nền kinh tế một cái thị trường có sự tăng trưởng theo thời gian khi mà các bạn nằm ở trong một chu kỳ ra năm trong thời điểm này thì lúc nào các bạn cũng sẽ có cảm giác là một đây là cái thời điểm tuyệt vời nhất trong đời của mình khi mà giá cả tăng cao lên tới đỉnh và nếu như các bạn nằm ở trong cái lúc mà điều chỉnh xuống thấp đó giống như là chúng ta nhìn thấy năm 2002 thì mọi người sẽ cảm giác là đây là cái thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời của mình nhưng mà khi zoom ra thì các bạn mới thật sự thấy là cái thị trường nó vận hành như thế nào và có sự tăng trưởng theo thời gian nhất là khi chúng ta nói tới thị trường cổ phiếu cho nên dài hạn đó thì tích lũy tài sản thị trường cổ phiếu vẫn là một sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người tại vì khi các bạn zoom ra các bạn mới thấy được là đây là sự thật các bạn khi chúng ta nằm ở trong một chu kỳ thì các bạn sẽ luôn bị chi phối bởi sự tham lam và sợ hãi và trung bình giá đầu tư dài hạn đó là một chiến lược mà áp dụng rất là nhiều ở trong thị trường chứng khoán các bạn các bạn cứ nghĩ đi những cái quỹ mà về hưu đó những cái quỹ mà 401k thì à, mỗi một lần mà họ lãnh lương thì người ta trích cho một phần để mà đầu tư thì đó là một cách mà họ trung bình giá dài hạn cho nên các bạn thấy là nhiều người khi mà về hưu cho dù là lương của họ không bao nhiêu có thể là nhiều người cả đời làm lương không tới 100 ngàn nữa một năm các bạn nhưng mà khi về hưu họ cũng có thể tích lũy được vài triệu đô la tại vì sao vậy tại vì trong vòng thời gian họ đi làm đó mỗi một lần họ lấy check thì mỗi lần mà họ đánh lương đó họ trích một phần và năm này qua năm nọ họ tích lũy có một mức chung bình giá rất là tốt đó là lý do tại sao và đương nhiên đó cũng là cách mà thuận áp dụng đối với loại crypto các bạn quan trọng hơn đó là các bạn nên hiểu chúng ta không thể ngăn cản được khi mà thị trường boing và cũng không có thể ngăn cản được khi mà suy thoái đến điều quan trọng hơn là các bạn làm gì khi những điều đó xảy ra các bạn có nắm bắt cơ hội hay là các bạn lại ngồi đó nhìn cơ hội trôi qua người ta nói có ba loại người trên thế giới này loại này đầu tiên đó là loại người muốn thay đổi thế giới thế giới luôn sẽ thay đổi và những người này là những người mà muốn dẫn đầu từ thay đổi đó loại người thứ nhì là loại người mà biết thế giới đang thay đổi nhưng mà họ chỉ thích ngồi nhìn mà thôi và loại người thứ ba xã hội chuyện gì đang xảy ra vậy? chúng ta không muốn làm loại người thứ ba các bạn trước khi mà bước qua cái thông tin kế tiếp đó, thì Thuận muốn dành thời gian để mà xem lại những cái nhận định đến từ những cái công ty lớn như là Goldman Sachs, JP Morgan và BlackRock. Các bạn đã nhớ là cuối năm ngoái họ cũng như là thường lại sẽ đưa ra nhận định cho năm nay và bây giờ đã là tháng 7 rồi, nghĩa là hơn nửa năm. Thì tuy vẫn chưa kết thúc năm nay, chúng ta chưa biết kết thúc cho như thế nào, nhưng mà chúng ta hãy xem những nhận định đến từ những ngân hàng này xem coi là đúng bao nhiêu và sai bao nhiêu thì thường sẽ không đọc hết phần này đâu thường sẽ chia sẻ cái tài liệu này với các bạn vào cuối năm ngoái nhưng mà thường sẽ chia sẻ cái phần tóm tắt bên dưới này thì chúng ta có Goldman Sachs Goldman Sachs đã đưa ra nhận định là kinh tế toàn cầu vẫn sẽ tăng nhưng mức tăng trưởng toàn cầu sẽ thấp khoảng 1.8% Đến bây giờ đó thì Thuận cảm thấy là Goldman Sachs đã nói đúng các bạn, kinh tế vẫn tăng nhưng mà tăng rất là chậm. JP Morgan thì đưa ra cái nhận định cuối năm ngoái là năm nay đó không lạc quan như là Goldman Sachs nghĩ nhưng mà nghĩ năm nay sẽ là một năm tồi tệ cho nền kinh tế nhưng lại là một năm tốt đẹp hơn cho thị trường chứng khoán sẽ không có khủng hoảng bất động sản ngay tới bây giờ thì JP Morgan vẫn đúng các bạn năm nay đó thì họ vẫn đúng một phần tại vì nền kinh tế thì chưa tồi tệ nhưng mà chứng khoán đó thực sự đã tốt đẹp hơn từ năm tới bây giờ và tới bây giờ vẫn chưa có khủng hoảng bất động sản cho nên họ cũng nói đúng một phần BlackRock thì sao các bạn BlackRock thì chỉ nói là tại Tóm là năm nay là một năm rất là tệ, chứng khoán sẽ tiếp tục giảm, lạm phát sẽ vẫn hơn 2% dài hạn. Trò chơi đã thay đổi và chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi đó. Các nhà đầu tư cần một chiến lược mới. Thì BlackRock đó chỉ đúng một phần thôi các bạn, năm nay đó thì tệ thì chưa hẳn gọi là tệ đâu. Đương nhiên là không tốt, nhưng mà nếu nói là cực kỳ tệ thì không phải đâu các bạn. Và chúng ta thấy là chứng khoán đó thì không tiếp tục giảm mà lại có sự hồi phục lạm phát đó, thì họ đã đúng vẫn hơn là 2% trăm dài hạn tới bây giờ thì vẫn hơn 2% phần trăm cho cho đến thay đổi thường không biết là họ sẽ có những cái quyết định gì năm ngoái nhưng mà năm nay đó thì các bạn thấy là họ đã tham gia vào crypto rồi thì nói chung đó, cho tới bây giờ thì cả ba ngân hàng lớn chỉ có blackrock là một ngân hàng nói là chứng khoán năm nay sẽ tiếp tục giảm mà thôi Không biết là họ cố tình nói như vậy để họ có thể thu mua chứng khoán ở mức thấp hay không Tại vì lời nói của BlackRock thì có trọng lượng hơn Nhưng mà họ nói là chứng khoán sẽ tiếp tục giảm thì nhiều có thể là quản sợ và bán Và có thể họ lại không phải thu mua các bạn BlackRock là một cái đơn vị mà chúng ta cũng cần phải cẩn thận, không thể tin tưởng hoàn toàn đâu Và họ là một con cá mập rất là lớn tham gia vào thị trường crypto này và trò chơi đó có thể họ đã đúng đã thay đổi rồi tại bây giờ đã có họ trong thị trường này khi mà bitcoin ETF được thông qua đó thì các bạn sẽ thấy được sẽ có nhiều cái sự thay đổi nhưng mà dài hạn thì vẫn nghĩ là bitcoin spot ETF sẽ dẫn đến nhiều nguồn tiền hơn tham gia vào thị trường này những nguồn tiền mà bây giờ chúng ta không có tại vì những người đó sẽ không có hứng thú mở account ở trên Coinbase để mà tự thu mua crypto nhưng mà Bitcoin spot ETF sẽ là cái cánh cửa để thu hút những nguồn tiền đó vào thị trường này cho nên tới cuối cùng nên thường vẫn nghĩ là net positive có nghĩa là cộng trừ những cái tốt và xấu thì thường vẫn nghĩ là tới cuối cùng vẫn là tốt cho thị trường này và có thể họ nói là cái sự thay đổi chính là crypto sẽ là cái phần mà họ quan tâm đến. Deutsche Bank thì nói là họ lạc quan về lạm phát thì cũng đúng các bạn lạm phát cũng đã giảm xuống cho năm nay và sẽ giảm về 4.1%. Nếu như mà họ nói về CPI đó thì đã dưới 4% rồi các bạn, bây giờ đã là khoảng 3% và cổ phiếu sẽ có khởi đầu tốt vào năm 2023 nếu như lạm phát tiếp tục giảm, họ cũng đã nói đúng, cổ phiếu đã có cái sự khởi đầu tốt trong năm nay. Apollo Global Management thì nói là phải mất 2 năm để lạm phát từ mức cao nhất trở lại mức 2%. Cho tới bây giờ thì vẫn chưa về 2% thì họ vẫn đang nói đúng, nhưng mà lạm phát đó, đang trên đà giảm, họ nói đúng cái phần này khả năng là sẽ không có khủng hoảng tín dụng tới bây giờ vẫn chưa thấy điều đó xảy ra đương nhiên chúng ta cũng thấy là có một số người họ vay mượn rồi trở thành nợ xấu nhưng mà những ngân hàng cũng đã để riêng ra một phần để mà coi như là xử lý cái nợ xấu đó không làm ảnh hưởng đến ngân hàng à, đương nhiên họ chấp nhận một phần lỗ nhưng mà không nên nói là gọi là khủng hoảng tín dụng hiện bây giờ còn HSBC họ nói là họ chú tâm vào trái phiếu và đầu tư công ty tư nhân bất động sản quỹ hedge fund no stock thì cái phần mà không muốn đầu tư vào stock đó, thì họ đã nói sai các bạn stock cũng đã có sự tăng trưởng nhưng mà những mảng khác như là bất động sản thì cũng đã có một cái sự hồi phục trong năm nay Nói chung đó, thì năm nay vẫn chưa kết thúc nhưng mà ngay thời điểm này là ngày 18 tháng 7 thì phần lớn những cái ngân hàng này đã nói đúng một phần các bạn. Chúng ta hãy chờ xem từ nay đến cuối năm sẽ ra sao. Còn về Fed đó, thì các bạn đã biết là tuần sau Fed sẽ họp và sẽ đưa ra công bố lãi suất. Cho đến thời điểm bây giờ ra chúng ta đã thấy là 99.8% hầu như là gần 100% nhưng về là Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0.25% chỉ có 0.2% là nghĩ là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất mà thôi. Thì một số người nói là có bây giờ Fed sẽ cho chúng ta một sự bất ngờ hay là không thì đương nhiên đó là cách suy nghĩ cực kỳ bullish và thần cực kỳ thích các bạn nhưng mà thường đó thì các bạn đã thấy là Fed không có thích làm cho thị trường bất ngờ đâu thì có khả năng cao đó thường bạn nghĩ là kỳ này Fed sẽ tăng thêm lãi suất là 0.25% và nếu như đó là quyết định của Fed thì thị trường cũng sẽ không có nhiều sự phản ứng đâu các bạn tại vì đó cũng là cái suy nghĩ của nhiều người trong thị trường rồi nếu như mà Fed ngược lại đó mà không tăng lãi suất thị trường sẽ có một cái sự sôi động trở lại, các bạn sẽ có một cái sự tăng trưởng. Tại vì nhiều người thì vẫn có một cái sự kỳ vọng là Fed sẽ ngừng tăng, nhưng mà nếu như mà tăng ra thì cũng như kỳ vọng, không tăng thì sẽ tốt cho thị trường. Nói chung, điều quan trọng hơn đó là Fed sẽ nói gì trong cái cuộc họp báo và thuần dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn trong cái thời điểm đó. Quan trọng hơn, chúng tôi biết là khi nào Fed mới ngừng tăng và khi nào giảm mới là cực kỳ quan trọng tại vì cái này bạn nên hiểu đó khi nào mà suy thoái tài chính xảy ra thì trong lịch sử suy thoái tài chính xảy ra không phải là lúc mà fed tăng lãi suất mà lúc mà fed giảm lãi suất các bạn chúng ta có thể zoom vào nhìn thấy được đây là từ năm 2008 à, thời điểm đó các bạn thì khủng hoảng tài chính là những cái cột mà màu xám trên màn hình đó, thì cái đường màu xanh đại diện cho cái phần trăm lãi suất của fed lúc mà phần trăm lãi suất giảm thời điểm đó là lúc nào các bạn là lúc chúng ta đi vào suy thoái tài chính năm 2008 trước đó nữa là các bạn thấy được là khủng hoảng năm 2000 thì khi mà Fed giảm lãi suất là lúc nào các bạn là lúc chúng ta đã đi vào suy thoái tài chính rồi trước đó nữa năm 1990 cũng tương tự khi mà cái đường màu xanh này giảm là lúc chúng ta đi vào suy thoái tài chính và các bạn có thể nhìn lịch sử đó thì hầu hết đều là cùng một cái lập luận như vậy mỗi lần mà Fed giảm lãi suất lại xảy ra suy thoái tài chính thì tại sao vậy các bạn đơn giản thôi tại vì đã suy thoái tài chính rồi cho nên Fed mới giảm lãi suất. Fed luôn là một cái đơn vị mà thích nhìn vào kính chiếu hậu các bạn, có nghĩa là họ phải thấy cái gì xảy ra rồi họ mới bắt đầu là có phản ứng chứ họ sẽ không phản ứng trước. Đây là điều mà thị trường luôn mong muốn Fed trong đợt này đó. Nếu như mà giữ lãi suất cao một thời gian quá dài dẫn đến suy thoái tài chính rồi thì mới giảm lãi suất thì à, các bạn thấy được cũng đã quá muộn mọi người đều hy vọng là đây là một trong những đợt hiếm hoi mà Fed sẽ giảm lãi suất sớm hơn để tránh suy thoái tài chính và đây cũng là cái câu nói hạ cánh mềm mà Fed thường hay nói chúng ta có thể nào mà đẩy lui được lạm phát và tránh được suy thoái tài chính tại vì khi đẩy lui rồi đó thì có thể giảm lại sức xuống và tránh suy thoái tài chính không biết nhưng mà lịch sử thì cho chúng ta được là khả năng đó không có cao cho nên bây giờ chúng ta vẫn thật sự chưa có dám chắc chắn là sẽ không xảy ra suy thoái đâu các bạn khi nào mà fed nói nhân tăng chúng ta mới bắt đầu quan tâm đến